Chào Quỳnh thân mến, chào quý mặt bác chị em. Thì hôm nay có một chân duyên mình đi đến được ở tại tỉnh Tiền Giang, thì biết đến một cái vị trí tu tập của một vị sư. Sư trước đây là một người thợ hồ, nhưng sau này là một cái nhân duyên nào đó đưa sư đến thành một cái người ca sĩ cũng rất là nổi tiếng. Thì không biết cái nhân duyên nào mà lại khiến cho sư phải từ bỏ cái nghề ca sĩ của mình mà để tìm đến con đường tu giải thoát giác ngộ. Thì hôm nay mình đến đây để gặp gỡ sư cũng như là nhờ sư chia sẻ đó lời để cô bác mình cùng biết đến cái việc tu tập của sư cũng như là cái câu chuyện mà sư từ bỏ tất cả để tìm đến con đường này nha. Dạ, con đánh lấy sư ạ. Sư tình cờ gặp được anh cũng có cái duyên ha. Dạ. Cũng có lời gửi chúc tất cả quý vị khán giả, quý vị fan hâm mộ của sư trong thời gian qua mà sư đã từng đi hát khắp nơi vậy đó. Dạ. Xin chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và gia đình hạnh phúc. Dạ. Và cuộc sống mình bình an. Dạ. Theo như anh trai hỏi ha, kêu anh trai hay chú vậy? Kêu bằng con cũng được, không sao. Kêu bằng chú đi ha. Dạ dạ. Theo như chú hỏi thì lúc đầu thì hồi nhỏ thì sư là từng là lớn lên là sư lớn lên là gia đình sư là theo đạo Phật rồi. Là Phật giáo á. Giáo Nam Tông á là. Dạ. Hồi nhỏ lớn lên là ba sư là người cũng từng đi xuất gia đó. Dạ. Xong ba sư là hoàng tục. Dạ. Hoàng tục ra là ba sư cũng đi dạy học cho chùa. Dạ. Chùa thì dạy mấy ông sư dạy chữ Khmer á. Dạ. Là cũng ba đi dạy là cũng thầy giáo rồi, xong cũng dắt sư đi theo á. Sư đi theo chơi ông chùa rồi. Thì lúc đó sư cũng phải đi chùa rồi phải gặp mấy ông sư lắm. Hồi đó là bên Nam Tông Khmer đó. Ông sư Khmer cũng thích sư lắm. Dạ. Rồi xong là lớn lên rồi sư đi học tiếng Việt có lớp 9 nè. Là sư nghỉ học là. Thì lúc đó là cũng là theo gia đình cũng làm lúa, làm ruộng, làm chăn nuôi rồi đó. Dạ. Xong cho thời gian sư đi xuất gia được cũng được gần 6 năm. 6 năm là sa di 3 năm. Dạ. Thì khư 2 năm, ở chùa Chú Tiểu được năm là gần 6 năm á. Xong rồi sư mới đam mê hát quá. Đam mê hát thì từ hồi nhỏ là mình thích ca hát rồi. Dạ. Rồi xong thì cái duyên á, mới xin sư phụ, rồi xin ba ông thân ra. Lúc đó xin cũng khó lắm, sư phụ với ông thân cũng không cho ra. Xin mấy lần cho ra, xin đi hát, mê hát quá, xin ra đời đi hát. Xong cũng đi làm hồ, phụ hồ, làm ván cơm. Đi hát theo mấy anh em kiểu kéo đường phố. Đi làm MC đám cưới, rồi xong đi hát hội chợ thưa lô tô, rồi nó đi tùm lum hết. Nói chung đi Việt Nam này đi gần hết rồi đó, đi tỉnh này tỉnh kia vậy đó. Yeah. Xong thì lúc đó thằng Sơn á, là cũng bạn trong nghề hát. Sơn kêu thằng Sang, Sơn đấy. Sang ơi Sang, bây giờ có cái cuộc thi tuyệt đỉnh song ca nè, bạn có lên thi không? Thì lên thi thì ở nhà tôi vẫn 8 rồi, xong anh em đi thi. Đi thi xong thì được hai vòng sơ tuyển, Sơn nó rớt á. Dạ. Xong sư mới đọc vô vòng thứ ba đó, gọi là vòng thứ ba là vòng vô cho đài truyền hình á. Dạ. Bắt đầu được cặp với Lâm Minh Thảo, thi song ca với Lâm Minh Thảo, hát cái bài Duyên Kiếp á. Yeah. Xong rồi đầu mấy anh đội của Đạm Minh Hưng bình chọn rồi xong rồi duyên sao thì sư cũng gia đình nghèo quá. Yeah. Xong bắt đầu cũng được vô vòng xong rồi sư đọc giải Văn Vương đó, xong là lấy giải Văn Vương đó, lấy vinh vang của dân tộc đó, cũng là người Khmer đầu tiên là sư đi thi đọc giải đó. Dạ. Yeah. Đọc giải trong tiền đỉnh sông ca đó, rồi xong rồi sư cũng được giải 500 triệu chia với Lâm Minh Thảo người 250 á. Dạ. Xong lấy giải gì sửa nhà, cất nhà cho gia đình ở nhà dưới quê đó. Xong rồi bắt đầu đi thi hát. Thi hát xong rồi đầu đi hát này tỉnh kia, rồi xong thời gian sư cũng buồn bã không biết sao. Thi hát xong thấy cuộc sống ngoài đời á. Dạ. Yeah. Nó cũng tranh giành hơn thua rồi thị phi với nhau á. Rồi mình cũng bị lôi kéo bạn bè. Rồi xong nó cũng ăn nhậu xa đỏ ăn chơi đó, nói chung là. Yeah. Lúc đó có tiền là bắt đầu vào cái ăn chơi đó. Yeah. Xong cái thấy gia đình cũng buồn bã rồi lo lắng cho sư, rồi xong cái thấy nghề ca hát này nó cũng bọt bẻo quá, nói chung là nó cũng nổi trôi
theo thời gian rồi cũng trước có... đây sư ca là sư lấy mấy cái tên ca sĩ gì hồi sư à? À, trước đó là sư có ra đĩa là một thời đấy là chưa sư đi thi là tên là Tuấn Sang. Yeah. Sư ra đĩa là tên Tuấn Sang, rồi sau này là đi thi là lấy cái tên thật sớt là cái tên trong giấy chứng minh là cái tên của mẹ sư đặt cho hồi nhỏ đi học á. Dạ, cái tên chính luôn. À, tên chính luôn. Dạ. Thì xong là đó là tên sau này cộng đồng mạng và những người mà từng nghe sư hát là hỏi là thật sớt là người ta biết à. Dạ. Đó, bây giờ bấm lên kênh YouTube để thật sớt vẫn còn á. Dạ. Đó, rồi xong thì sư mới suy nghĩ lại. Sư suy nghĩ lại, sư cũng đi ở nhiều chùa chứ, đi Nam Tông, Bắc Tông, đi ở Công Quả đó. Dạ. Rồi sư cũng ở vậy đó. Rồi sư mới xin ba sư với gia đình xuất gia lại. Tại vì thấy con đường xuất gia mình cũng giống như là mình tìm nơi an lạc, tìm nơi để mình tĩnh tâm, phải không? Dạ. Để tĩnh tâm giống như con đường Đức Phật Thích Ca ngày xưa thì cái thời Nguyên Thủy ở Ấn Độ đó. Thì ổng cũng là con nhà vua, thế tử mà. Yeah. Thế tử con nhà vua mà ổng cũng đi ra rừng, ổng thấy người trẻ, người già, người bệnh, người chết. Yeah. Thì cơ duyên đó là gọi là mình gọi là thường ông trời đó, nên ông gọi là chư thiên á. Yeah. Mới đổ xuống cho ổng thấy thế tử đó, thế tử Tharakna gì đó, tiếng Việt á. Yeah. Tiếng Việt không rành mấy. Là mới cho ổng thấy là sanh lão bệnh tử người tu. Yeah. Thì ông mới chọn con đường tu đó thôi. Thì thưa với ông Đức Phật con nhà vua thì ông cũng buông bỏ tất cả. Thì mình suy nghĩ như là mình là cái gì đâu, mình là ca sĩ là bình thường thôi. Yeah. À, mình cũng xin phép đi xuất gia. Đó rồi mình đang hiện tại sư đang học triết lý của những sư huynh sư phụ đi trước rồi những cái cuốn sách. Yeah. Trong cái bên là tiếng Việt gọi là bên đạo Phật Nam Tông á. Yeah. Nam Tông Nguyên Thủy á. Cái lúc mà khi mà sư buông bỏ tất cả về nghề nghiệp ca sĩ của mình, nhắc nói những anh em trong giới nghệ sĩ có tiếc nuối về vấn đề sư đã buông bỏ nó không sư? À, cũng có một số người cho ý kiến. Dạ. Số người nói là thì ở ngoài mình sống tốt đi, mình cũng đàng hoàng đi, thì mình cũng có gọi là tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha kính mẹ hơn là đi tu đi. Dạ. Rồi đi hát nó kiếm tiền giúp cha mẹ rồi giúp người ngoài xã hội khổ nghèo đó cũng được, có sao đâu. Dạ. Thì sư mới nghĩ là trong giới của Đức Phật, sư mới suy nghĩ lại. Dạ. Suy nghĩ trong cái giới của Đức Phật, trong 10 giới cấm đó, trong đó có cái giới mà đờn cấm ca, đờn cấm đờn ca mua hát. Trong đó có sư, ca sướng. À, ca sướng đó, đờn. Dạ. Ca mua hát đó là sư mới xem cái chỗ đó. Xem cái giới đó hình như trong đó là giới thứ 8 gì đó. Thứ 8 thứ 9 gì trong đó đó. Là cũng như là sư mới suy nghĩ là đờn ca múa hát, khi mà sư nghe cái tiếng hát, cái bài hát những cái hồi đó sư còn đi hát, sư có người vô quán bar rồi đó. Dạ. Sư khi mà nghe cái tiếng hát nhạc sàn, nhạc nhảy, nhạc buồn, nhạc bả, nói chung nó tất cả những cái gì nói về nghệ thuật ca sĩ đó, làm cái tâm trí của người mình nó phiền não, nó có thoát ra cái cho mình được an lạc á, hiểu không? Thí dụ như mà mình nghe một cái bài hát nó buồn, một cái tuồng cải lương nó đau khổ, nó khóc, nó cười, nó đánh chém giết nhau, bộ phim đặt ví dụ trong cái những cái đạo diễn nó giết nó làm ra đó. Dạ. Suy nghĩ đúng rồi, đạo Phật ông Phật Thích Ca ông dạy cũng đúng, dạy không sai chút nào hết, làm con người mình cái tâm lý người mình nó không được an lạc, giống như mình tu thiền hay hoặc mình giữ giới. Dạ. Hoặc mình định gọi là thiền định á, thiền định rồi là mình giữ giới định tệ đó. Dạ. Là mình không có được, không rồi mình không bằng như mình đi tu đâu, nói chung. Dạ. Là nó đơn giản vậy, tại xưa cũng không rành tiếng Việt gì mấy. Dạ. Bữa sau cái lúc mà đúng ra là những cái lúc đó khi mà mình nghe một cái người ca sĩ nghệ sĩ mà họ nghe những cái tiếng đàn tiếng nhạc thì họ phải rất là hăng say và rất là vui khi họ được nghe, họ hăng say đi họ hát lắm, mà sau mà lúc đó tâm trạng của sư thì lại nó đi ngược chiều lại với lại những người kia hết. À, tại vì sư cũng từng là tu sĩ một thời gian trước mà khi làm ca sĩ. À. Thì lúc đó hình như là cái duyên đó có như là giống như mình nhớ lại cái thời gian mình tu á. Dạ. Mình lại mình đầu mình suy nghĩ mình so sánh hai bên. Dạ. Mình thấy là chỉ có con đường tu nó cảm thấy nó an lạc. Dạ. Với lại trong cái thời gian mà làm ca sĩ sư cũng gọi là ăn chơi đó chứ. Và đang ngoài đời cũng gọi là ăn chơi sao anh chơi là xa đỏ đó, coi như là phung phí đó, phung phí. Yeah. Sạn tiền của đó, thì mình nghĩ lại
sao con đường này mình cứ như vậy hoài mà làm cho ông thân bà thân sao buồn, gia đình buồn, mà kể cả bạn bè của mình buồn, kể cả sư phụ của mình là anh Đạm Anh Hưng cũng buồn nữa. Yeah. Thì mình nghĩ là ngoài đời chắc mình đi không nổi đâu cái kiểu này. Mình cũng muốn là tu tại gia nữa mà tu không được luôn. Sao chỉ là tình duyên đó làm sao mà sư ngồi xe Honda ôm, sư đi ra thị trấn Bình Minh nè. Yeah. Sư đó lúc đó sư đi rút tiền để rút tiền mà cô bên Mỹ mà cô gửi 200 đô vậy đó. Yeah. Sư về để sư xài trong thời gian nó xuống bệnh. Và tình duyên sao mà bệnh mà chạy xe không được á. Yeah. Ngồi trên xe Honda thì có đó tên anh Tấn. Anh Tấn, anh nói ủa sao mà nhìn chú mà chú bữa nay chú là thầy hay là chú tiểu đó là người Phật tử. Sư nói là sư ở chùa Công Quả thôi, mặc đồ lam á. Dạ. Là rồi ổng mới hỏi nó ủa vậy là chú đi xô ôm đi lấy tiền rồi chú quay về chùa đó rồi chú tính xuất gia là sao, nên cũng tính xuất gia lại rồi bây giờ ở chùa bên Bắc Đông này thì làm Công Quả. Ổng mới nói nè vậy muốn xuất gia ngày mai tôi giới thiệu qua cái chùa Tư Vân Tăng ở ở thị xã Bình Minh nè, chùa là Nam Tông Kinh. Dạ. Vô đó thử coi được không. Rồi tự nhiên vô sư vô thấy sư vô cái là tự nhiên là cái duyên đến á. Yeah. Ông sư kia cũng ông sư Lạc cũng chuẩn bị xuất gia, sư không xuất gia luôn. Yeah. Và mà lúc đó cũng hên cái lực tu sư Di là mình còn nhớ. Yeah. Mình còn nhớ giống như là những cái giới trong giới là những cái giới 1 đến giới 10 đó, Panatipata đó từ. Yeah. Đến đó đó là mình thuộc là. Yeah. Mình dò lại mình xuất gia luôn. Yeah. Đó vậy. Rồi cũng điện về cha mẹ rồi nói hôm nay con xin xuất gia. Đúng là cha mẹ cũng cho bình thường à. Lúc đó thì người thân nhà cha mẹ của sư có mừng rỡ khi mà sư trở về con đường tu hành không? Trời ơi, mừng khóc luôn chứ. Yeah. Mừng khóc với lại mừng người chung số vậy á. À. Chứ mà ở ngoài đời cứ vậy hoài, nhậu nhẹt bạn bè vê tha đi hoài rồi phung phí này nọ hoài cha mẹ buồn thì mà sư hành nghề ca hát của mình như vậy á thì trong được khoảng bao nhiêu năm hả sư? Tính ra sư lúc 2006 sư xuất gia tới 2012 sư ra. Thì tôi năm 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 thì 6 năm á. Yeah. Lần đợt này sư xuất ra lại được có gần năm mấy vậy á. Là sư mới nghỉ ca mới năm mấy nay thôi. À, mấy năm mấy à. Ồ, vậy là khoảng thời gian chứ làm nghề ca sĩ cũng khá là dài á. Làm nghề ca sĩ khi nổi tiếng, lúc nổi tiếng thì 2016. Lúc đó đi thi á, lúc đi thi là ngày 8 tháng 8, 2016. Yeah. Khi đoạt giải là ngày 16 tháng 11, 2017. Dạ. Là lúc đó là sư đi hát đó, bắt đầu nổi tiếng á. Dạ. Đó là đi cũng nhiều người biết sư lắm á. Dạ. Nổi tiếng là xong năm 2000. Hình như sau mùa dịch là bắt đầu sư ngừng lại hát. Đến hôm nay là sư bắt đầu giảm từ từ. Là trong thời gian đó sư cũng nằm mơ thấy mình cầm cái bát đi khất thực đó. Dạ. Cũng nằm mơ mị mộng đó, không biết thật hay thật, giả mình cũng biết. Chứ mình nằm mơ thấy mình cầm cái bát làm áo sư mình đi khất thực đó. Dạ. Là sau đó là bắt đầu cái duyên đến mình xuất gia luôn đó. Dạ. Quê gốc sư ở đâu á, con hơi tò mò tí xíu rồi. Quê sư là ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh á. Dạ, ở Trà Vinh. À, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Dạ. Là bên Khmer người ta là Nikum Kampong Supien Khet Pratapheng. Dạ. Bên người Khmer nó nói tiếng Khmer là tên đó. À, vậy là Trà Vinh là lấy họ Thạch. Họ Thạch. Dạ. À, thì họ Thạch này là lấy theo bên của ông nội. À. Bà nội thì họ Giang. Ông ngoại họ Tạ là người Hoa. Bà nội là người của người gốc người Việt á. Dạ. Vì bà nội họ Thạch cũng Lai, người Lai á, sư cũng Lai á. Họ Thạch con nhớ không nhầm là ở Kiên Giang ấy. Ừ. Kiên Giang là họ Thạch. Kiên Giang, Sóc Trăng cũng có họ Thạch nhiều chứ. Dạ. À, họ Thạch, họ Kim, họ Sơn, họ Danh. Dạ. Là của người Khmer đó. Sư thì họ Thạch rồi thì lấy theo ông nội, còn bên ngoại với bên bà nội thì cũng Lai hết chứ rồi. Dạ. Cũng Lai. Người ta ở ngoài đời gọi là đậu gà đến dịch á. Con thì con hơi tò mò là sau khoảng thời gian mà sư một năm mấy nay sư đã trở lại con đường tu tập của mình á. Ừ. Thì có thỉnh thoảng lúc nào mà sư còn nhớ đến cái vấn đề cầm cái micro lên để ca hát ngày xưa không sư? Hình như khi nhớ đến cái đó thì như mình tại mình cảm thấy giống như mình chán á. Dạ. Ờ, giống như mình chán. Cũng thỉnh thoảng tu vậy, cũng thỉnh thoảng lâu lâu mình lướt qua. Mình cũng có nghe những cái bài hát mà nghe chút thì mình cảm thấy nó phiền não liền. Cảm thấy nó phiền não mình dâng liền.
không có, nhưng không có si mê mà không có u mê giống như cái thời mình làm ca sĩ. Nó cũng có thời gì mà thời mình làm ca sĩ, và trước cái thời mình làm ca sĩ, cái thời đó mình u mê, mình hát, mình tìm tòi những cái bài hát, mình tìm tòi những cái ca sĩ mình thích, mình hát theo, mình nghe, mình cứ si mê, mình ước mơ mình được mặc áo vest lên cầm micro hát, không cần, thậm chí không có lấy tiền. Mà sau này tự nhiên mình nghe cái bài hát đó, mình nghe cái tiếng đờn, cái bài hát, cái mình thấy là cái tâm mình phóng ra liền, phóng, gọi là phóng phóng ra liền, nó chán tới hả chị? Phóng phóng cái tâm phóng ra liền là thấy cái bị ngăn cản trong cái con đường tu mình liền, và giống như mà cái kiểu mà giống như kiểu nói thẳng luôn, nó giống như kiểu mình nói sao ta, giống như mình đi, giống như mình đang đi chạy xe đi đâu á, ví dụ chạy xe đi rồi tự nhiên trên đường nó bị đường đi khó dập dùng, giống như mà đường chập chờn khó chạy á, giống như giống ông gà, giống cái kiểu vậy đó. Thì giống như Đức Phật dạy, đúng rồi, ca hát đờn ca múa hát thì làm cho người phiền não chính xác. Khi mình ngộ ra đó, mình ngộ ra là mình thấy nó không an lạc được. Dù cho cái bài hát đó mà, dù cho cái bài hát đó là gọi là viết từ cái chân Phật giáo ra, là ví dụ bài tình cha và tình mẹ gì cũng vậy. Rồi biết là nhạc sĩ sáng tác tình cha tình mẹ hát cho câu hát đó, nó giờ những cái chữ nghĩa đó, nó ý nghĩa, nó nhớ mình cha mẹ mình, là con có hiếu cho chăng nữa, nhưng mà cái vòng tư tưởng, những cái âm thanh, những cái đờn ca nó làm cho mình nó phiền. Nó phiền não, nó u mê, nó giống như mà mình nó bị dòng xoay giống luân hồi, nó không thoát ra được, kỳ á. Trong cái tâm trí xưa là suy nghĩ như vậy thôi, nhưng mà không biết là người khác họ đang làm nghề, họ suy nghĩ như thế nào mình cũng không biết. Mọi người mỗi duyên á. Tùy duyên chúng sanh á. Rồi ngày xưa sư, khi mà sư ngoài cái nghề ca hát đó, thì trong cái lúc đó sư còn làm những cái giai việc nào khác nữa không sư hả? Hồi đó là trước khi đi hát thì sư cũng làm việc bình thường giống như người ngoài đời á. Sau đi thi hát rồi xong, sư có số hát sư đi hát rồi, còn thôi sư ở nhà sư cũng phụ buôn bán kinh doanh dừa sáp á. Với em đứa em gái ruột nè. Cũng ai mua thì cho nó ship đi cho anh ta vậy. Con không biết cái hiện nay sư còn nhớ cái bài hát mà sư đăng quang ngày trước là bài nào không ạ? Lúc thi là nhiều bài hát của cái bài mà sư đoạt giải nhất của cuộc thi á. Ồ, lúc đó là thi là những cái bài xưa không à? Nói bài bolero giống như cái bài của Lam Phương, rồi của bài của Ngọc Sơn sáng tác rồi đó, những cái bài của Trịnh Công Sơn rồi đó, những cái bài đó là sư có thi qua thôi, giống như cái bài Diễm Xưa Mưa Rừng, rồi Thuở Ấy Có Em, rồi bài bài Đêm Cuối nè, rồi cái bài Khmer Là Sao Bay Trên Ti Duyên Kiếp. Trong nói chung là cái khung bài đó, những cái bài đó là toàn là những ca sĩ trước hát hết rồi. Hát trước á, gọi là bài Bô Rô Bất Hủ á. Còn Đăng Quang hình như là lúc mà thi lần cuối là cái bài Có Nhớ Đêm Nào đó, rồi xong là bài Duyên Phận. Rồi Đêm Lang Thang, nói chung là những cái bài trước người ta hát rồi. Là lúc đó anh Hưng anh chọn bài đó. Rồi lúc đó là Đăng Quang là nó nằm bên khán giả bình chọn. Khán giả bình chọn cặp sư với Lâm Minh Thảo là nhiều nhất, trong đó là được 47%. Còn ngoài đó sư được bình chọn nhiều nhất là khán giả, sư đoạt giải luôn đó. Mà hát bài Em Mơ Nếu Mộng, câu đó đầu là ảnh muốn bình chọn rồi. Mà anh để nghe một đoạn tới điệp khúc á, anh mới bình chọn. Lúc đó là sư là người Khmer là đầu tiên là được lọt vào dòng dòng gọi là dòng sư tiễn vô cái đài truyền hình Vĩnh Long á. Là sư đầu tiên á. Lúc đó người Khmer cũng đi thi nhiều á. Bạc Liêu Sóc Trăng đi thi nhiều, mà như sư là may mắn á. May mắn được anh Hương bình chọn. Rồi trong khi đó mình người Khmer là đi thi tiếng hát Việt thì cũng có, nói chung là cũng được ưu tiên á. Ưu tiên phần nào trong đó cho người dân tộc. Nhưng mà con không biết là sư có gia đình chưa? Sớm giờ con quên hỏi. Sư năm 2000 đọc giải Văn Vương xong là sư năm 2018. Ngày 16 tháng 11 2018 là sư làm năm cưới với Lý Nhã Lan. Là hoa hậu Lý Nhã Lan ở bên Mỹ á. Là năm cưới 2010 hồi nãy 11 16 tháng 11 2018 là làm năm cưới. Hai đứa cũng sống được gần 2 năm chứ. Trong năm 2020 là
là hết duyên rồi đó, là hai người là cũng là chia tay. Yeah. Nhưng mà cũng bây giờ cũng chia tay chứ mà không còn ở bên nhau, thì Lan cũng có chồng khác, cũng như là có người Việt gọi là gì, là cầu hôn hả gì, kết hôn với chồng khác đó. Yeah. Lấy chồng khác đó, đơn giản là có chồng khác đi. Cũng vẫn liên lạc với gia đình thăm hỏi bình thường. Yeah. Cũng biết sư đi tu cũng ủng hộ. Yeah. Thì sư duyên sư là đi tu rồi, chắc sư nghĩ là sư là người đi tu. Yeah. Tại vì ở ngoài đời họ nhìn cái lỗ tai thôi nè, hai bên. À. Rồi sư đi đâu, sư người ta nói ông chỉ đi tu thôi, chứ ông ở đây là ông đi hát hò gì không, thì biết người ta biết mình nên đó mình là người đi tu thiệt. Giống như là khi mà mình sanh ra nó là nó đã có một cái ấn chỉ gì đó là mình sẽ phải xuất gia đấy, nghe chưa? À đúng rồi, nhỏ là bên nhà bà nội có thờ tượng Phật á. Dạ. Là hồi nhỏ mình nhìn vô tượng Phật là mình ấn tượng rồi. Khi mình nhìn vô là mình thích tượng Phật đó liền. À. Cái hình Phật á mình nhìn lúc nhỏ 6 7 tuổi à. Dạ. Nhìn vô mình thích tượng Phật, mình nhìn vô mình thấy tượng Phật đó là cái tâm mình giống như nó an lạc trong cái nhìn cái tượng Phật đó. À. Là mình là thích rồi. Dạ. Rồi sau này lớn lên, như mình lớn lên rồi đi học đi hành rồi bạn bè lôi kéo, giống như mình không có nhỏ mà chứ trước đâu có như người lớn được. Rồi sau này mình mới vô chùa, mình mới xuất gia, cảm thấy nó an lạc, mình biết là mình là người tu thiệt, sau này mình tu đi tu thiệt là đúng đúng luôn á. Trong cái tâm mình biết, như cái tâm cái kiếp quá khứ, kiếp tiền tiền kiếp cho mình nhớ đó, mình biết liền, biết là mình chỉ có đường con đường này đi tu thôi. Giống như mình nhớ cái quá khứ mình á. Dạ. Nhớ chút chút, giống như mình từng xuất gia hồi nào vậy. Dạ. Đúng rồi. Nhưng khoảng thời gian gần đây thì siêu xuất gia thì sự cảm giác là mình sẽ ăn cái sự an lạc của mình rất là nhiều khi mà mình còn ở ngoài đời hả sư? Đúng rồi. Thứ nhất là sức khỏe mình tốt. Dạ. Tại vì mình thọ trai nè. Dạ. Nó có đúng giờ theo lời của Đức Phật á. Dạ. Là sáng mấy giờ mình dùng cái gì, trưa mình đi khất thực mình dùng gì. Yeah. Thì sau khi cái 11 giờ đó mình tới chiều tối, tới sáng mai mình nên dùng cái gì. Yeah. Là đúng giờ. Còn ngoài đời thì đó giờ nào ăn giờ đó. Thích đi nhậu thì chạy xe xách bạn bè điện cái đi. Rồi thích ăn gì nó thoải mái. Nhưng mà đâm lại nó hại sức khỏe. Yeah. Với lại cái ăn trong ăn uống nó không có được định tâm á. Cho nên là nó không được an lạc, giống như mình đi tu. Yeah. Đi tu là thứ nhất. Thứ nhất là chú biết rồi á. Đi tu là nó thứ hai là được chỉ cái y với cái nội thôi. Là tiếng Khmer gọi là sapo sadak. Dạ. Sadak. Sadak á, đặt là đi sadak để dành cho mình đi tắm á. Rồi cái con sapo cái ấy là cái y nội y ngoại với cái này nè. Cái Khmer Việt gọi là gì? Tiếng Khmer là sapo. Là mình sử dụng trong cái tu hành này, cái này là cái bát. Dạ. Có nhiêu đó thôi à. Thì không giống như ngoài đời thì nó nhẹ hơn nhiều. Dạ. Nhẹ mà ít lo hơn nhiều, giống như mà cái vật chất nó không có mình không có suy nghĩ về vật chất nhiều. Dạ. Giống như là bây giờ ngoài đời thì phải cần dây nịt giày, dạ, tóc tai kém phân dù thôm đồng hồ dây chuyền, dạ, nói chung là tất cả cái vật chất đó, dạ, nó làm cho người mình nó giống như mình, nó giống như là mình bị dính á. Dạ. Bị dính á. Cái thí dụ dây nịt hư thì mình phải mua dây nịt mới đúng không? Dạ. Giày hư phải mua giày mới, đặt thí dụ vậy. Áo mới mập cái là phải thay cái áo, chứ mà mập lên thì cái áo cũ của mình mặc là nó chật quá, mình phải mua cái áo mới, mình may cái áo mới tốn tiền đúng không? Yeah. Trong khi đó cái vật chất đó nó làm cho con người mình nó nặng trong tâm á. Mà khi sư đi xuất gia sư bỏ hết. Người nào thích lấy nào lấy cho hết luôn nè. Đi vô xuất gia là được cái y này là sư Pháp Lợi ở dưới chùa Tư Vương Tăng, ông cúng dường. Dạ. Yeah. Là nhiều đó thôi à. Ủa nhưng mà cái buổi đầu tiên mà khi mà sư buông bỏ hết tất cả những cái mà sư vừa chia sẻ ra thì chắc nó cái cảm giác trong tâm của sư nó như thế nào sư? Lúc mà sư buông bỏ là tâm trí sư là bỏ hết, là coi như là nghĩ là đi xuất gia đó nha. Đầu đi xuất gia là thấy Phật đồ này, mình nghĩ là sau này mình khi mình quá khứ trong cái quá khứ ngày mai ngày mốt vô thường đến á, vô thường là tiếng Pali gọi là anh đi chăng á. Dạ. Anh chăng tục khăn anata, mình suy nghĩ cho đó là bắt đầu mình chỉ là sau này nếu vô thường đến bất cứ lúc nào, trong giây phút nào là mình chết thì tâm thân này với cái vật chất này bỏ hết, coi khi người ta xài được người ta lấy, xài giống như điện thoại đi, mình chết thì không, giờ thân mình không xài thì người khác xài thôi đúng không?
dây nịch, quần áo, dây chuyền để đặt ví dụ vật chất thì người ta xài. Là mình buông cái mình đi vô tu mình thấy mình nhẹ liền. Dạ. Nhẹ liền mình không có lo lắng nhiều á. Sau khoảng thời gian một năm mấy nay thì cái giai đoạn tu của sư á, thì có khi nào mà những người đồng nghiệp ngày xưa người ta còn liên hệ tới lui với sư gì đó không thưa sư? Có, lâu lâu rồi xì ben nè, rồi lâu lâu rồi những bạn bè như Lâm Minh Thảo nè, rồi anh Đặng Minh Hưng, nói chung người ta cũng lâu lâu hỏi thăm khỏe không sư, tu thấy ăn lạc không, dự định tu luôn không là vậy. Thì sư nói là tùy duyên thôi, sư nói đơn giản là tùy duyên. Tôi cũng cảm ơn mọi người vậy thôi. Chứ họ cũng không nghĩ, chắc là người ta cũng thấy mình đi xuất gia được á. Người ta cũng nói chung ta cũng mừng dùm, người ta cũng quan hệ dùm, người ta không có muốn cho mình ra đời. Tại vì trong khi đó người ta cũng muốn xuất gia như mình. Trong khi nhiều người bạn á muốn đi như mình. Họ nói trời ơi, bạn đi được, ông đi được mà tôi đi không được. Tôi thấy ông đi được, ông hay nha. Mình thấy trời ơi. Thì nói tùy duyên mọi người đấy. Hồi đó họ ngoài đời cũng tập gym. Để râu đi nè, để râu tóc dài cột bóng đeo bóng đó, nói chung cũng tá lạ giống như người ta vậy đó. Người ta cũng đàn ông rồi nè, đi hát họ tụi nó cũng đeo bông, mình cũng đeo bông luôn. Đầu họ thích để có tóc dài cột, mình cũng thấy hạp hà, mình cũng để giống vậy luôn. Giống như là gọi là giống như theo phong trào ấy. Phong trào vậy đó. Mà sau này thấy ai mà đeo bông để cũng dài cột, mình thấy nó kỳ kỳ ấy, giống cái tâm mình á. Giống như là lúc này sư ta trở lại rồi thấy như vậy thì nó không đúng. Hơi bị chát trái lại. Nhưng mà cái nghiệp mà của chúng sanh, nghiệp của mọi người đó, thì mình đâu có bắt buộc giống mình được, rồi mình cũng đâu giống người ta. Đương nhiên lúc này vậy là vậy rồi. Giờ này ví dụ mà kêu sư phụ Đậm hơn lại xuất gia giống như sư chắc hơi khó ví dụ vậy ha. Hoặc người bạn của sư vậy đi, kêu lại xuất gia giống như sư ở nơi cốc vậy vậy đó. Rồi người ta cũng dường gì ăn đó, ăn theo tam tình nhục đó. Đi đập bát đó, sáng là chú thấy đó. Thì người ta đặt gì mình dùng đó, tam tình nhục. Có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều. Mình cũng không đòi hỏi nữa, nếu mà ngoài đời á, thích ăn gì là chạy đi mua cái đó. Dù thích ăn lẩu, bật điện thoại kêu lẩu về ăn. Còn giờ đi tu người ta đặt gì ăn đó, bắt buộc thôi. Nhưng mà cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Nó có sanh tâm tham. Như ngoài đời là sanh tâm tham liền, ví dụ bà má làm ăn không ngon bắt buộc là phải thêm đường thêm muối, không ăn mua cái đồ ăn khác ăn là mình bị chìm đắm trong cái tham đó liền. Như chìm đắm trong cái gọi là tiếng Khmer gọi là lụp phá. Lụp phá khi mà tâm tham sanh lên rồi không giữ ý là lên là thâm nó vào thâm thân sanh liền là lụp phá thù sát. Dạ con cũng cảm ơn sư chia sẻ cho con sớm giờ.